33 điểm, chúc mừng bạn. Kể tên một nơi bạn thấy thường có lắp đặt camera, bỏ qua và sau đó không kịp thời gian để trả lời lại. Câu thứ ba, ngoài tiền lương còn có tiêu chí nào để đánh giá một công việc là tốt? Bạn bỏ qua và sau đó không còn thời gian để trả lời lại. Câu thứ tư, nêu các lý do khiến người ta khó ngủ, bạn nói là thức khuya. Đáp án này ổn không bạn? Theo em nghĩ ổn, bạn nghĩ là ổn. Lý do khiến người ta khó ngủ là tại vì thức khuya. Thức khuya nên khó ngủ. Và chúng ta xem bao nhiêu người trả lời như vậy. Bản điểm cho tôi biết ngay. Không có ai nghĩ như vậy cả. Đây không phải là lý do khiến người ta mất ngủ, khó ngủ. Và câu hỏi thứ năm, đó là sản phẩm nào liên quan đến việc sử dụng quần áo? Bạn trả lời không kịp thời gian. Như vậy tổng cộng bạn ghi được 33 điểm và 167 điểm là việc đồng đội bạn phải giải quyết. Mời bạn trở về vị trí. Mời bạn trở về vị trí. Sau đây đến thành viên thứ hai. Chào bạn. Chúc Hoàng Vy thật là may mắn. Đến lượt bạn trả lời lại 5 câu hỏi mà đồng đội bạn đã trả lời. Thời gian dành cho bạn là 25 giây với một yêu cầu là bạn không được trả lời trùng đáp án với đồng đội mình. Mà điều này chắc bạn cũng không phải lo lắng lắm đâu. Bởi vì một lát nữa bạn sẽ biết. Khi bạn trả lời trùng đáp án hoặc trùng ý với đáp án của đồng đội bạn, bạn sẽ được tín hiệu điện tử này nhắc nhở. Bạn nghe rõ rồi chứ? Nghe tín hiệu đó bạn thay nhanh đáp án khác. Hoặc là câu nào bạn cảm thấy khó trả lời, bạn cứ nói cho qua. Khi bạn nói cho qua, tôi sẽ tự động đọc lại sau khi tôi đọc xong 5 câu và thời gian 25 giây của bạn chưa hết. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chứ bạn? Thời gian đọc câu thứ nhất không tính. Kể tên một thành phố ở châu Âu mà tên gọi của nó gắn liền với tên gọi của một đội bóng nổi tiếng. Barcelona. Kể tên một nơi bạn thường thấy có lắp camera. Siêu thị. Theo bạn, ngoài tiền lương còn tiêu chí nào để đánh giá một công việc là tốt? Hiệu suất công việc. Nêu lý do khiến người ta khó ngủ. Bị stress. Sản phẩm nào liên quan đến việc sử dụng quần áo? Nước giặt. Chúc mừng bạn đã hoàn thành công việc của mình. Và bây giờ chúng ta quay lại xem kết quả. Mời bạn nhìn lên bạn. Đồng đội bạn ghi được 33 điểm trong một câu trả lời. Hồi nãy tôi chúc bạn rất may mắn. Chúc bạn nhiều may mắn là lý do như vậy. Công việc của bạn là ghi cho được 167 điểm để giành chiến thắng. Thật là vất vả. Nếu đồng đội bạn mà trả lời được như bạn, nhanh như bạn thì hy vọng sẽ lớn hơn. Vậy chúng ta xem nhé. Kể tên một thành phố châu Âu mà tên gọi của nó gắn liền với tên của một đội bóng nổi tiếng. Bạn trả lời là Barcelona. Bạn cũng đành bóng đá quá chứ hả? Hai bạn trả lời hay đấy. Và chúng ta xem. Khảo sát. Không có ai trả lời giống như bạn cả. Không có ai trả lời gì. Vấn đề là chỗ đó. Ở câu thứ nhất này, đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất. Vì vậy cho nên là không có số điểm cao hơn đối với số điểm 33 điểm mà đồng đội của bạn đã ghi. Câu thứ hai, kể tên một nơi bạn thấy có lắp camera, thì bạn trả lời là siêu thị. Chúng ta xem bao nhiêu người đồng tình với đáp án này. 28 người. Rất cao, 28 điểm. Chưa phải là số điểm cao nhất. Phải cao hơn một điểm cơ, phải 29 điểm mới là cao nhất. Đó là ngân hàng. 29 điểm. Câu thứ ba, theo bạn, ngoài tiền lương, còn tiêu chí nào để đánh giá một công việc là tốt? Bạn trả lời là hiệu suất công việc. Bắn điểm, cho tôi biết bao nhiêu người trả lời giống như vậy. Không có ai đồng ý với bạn đáp án này cả. Không ai trả lời giống bạn cả. Đối với câu hỏi này, có 37 người trả lời là tiền thưởng. Ngoài tiền lương ra thì tiêu chí tiền thưởng là một tiêu chí để giúp cho người ta đánh giá công việc đó có tốt hay không. Đúng không? Câu thứ tư, nêu lý do khiến người ta khó ngủ, bạn trả lời là bị stress, căng thẳng thì khó ngủ. Hợp lý. Và chúng ta xem vấn đề là bao nhiêu người đồng tình với bạn. Cho tôi biết. 22 người đồng tình với bạn. Khá cao. Nhưng chưa phải là cao nhất. 24 điểm mới là cao nhất.
Đó là đáp án uống cà phê. Người ta mất ngủ, khó ngủ vì uống cà phê. 24 người đã trả lời như thế. Còn lại 117 điểm. Và câu trả lời cuối cùng của bạn cho câu hỏi sản phẩm nào liên quan đến việc sử dụng quần áo, bạn đã nói là nước giặt. Nó có liên quan thật đấy. Và bây giờ chúng ta xem bao nhiêu người đồng tình. 26 người đồng tình với bạn. 29 người trả lời là dây nịt. Và các bạn còn 91 điểm nữa. Chiến thắng đã vượt mất. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong tuần này với sự đồng hành của Maritime Bank xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình, và chúng ta sẽ gặp lại nhau tối thứ ba tuần sau. Xin chào.